nhá. Rồi. Đặt tiền em. Ê. Mấy cái chạm bát. Đợi xem nào. 5630. Đẹp. Lại xin. Mẹ ăn đi.
Đôi dây như cái này là đấy, nó có hai màu đấy, chị thích lấy màu nào đấy. Chị lấy cái này nhá. Rồi ok, để em bán xuống nhá. Tiền em bán bằng tiền, bán bao nhiêu chị mua? Cái này 200. Được rồi, cái này để ra đấy chị còn lấy cái chân với này. Ok. Chân này em bán bao nhiêu? Chân này em bán 220. Thôi đi chị 200 thôi. Chị đã nghèo có tiền bớt chị 200 bán không? Thôi được rồi, bán cho chị một cái. Em bớt cho nhá. Cho. Các chị mua sắm nhiều thế? Chị vào chuẩn bị vào nhà mới em ạ. À đấy à. Và chị làm nhà sàn đấy là nhà cấp 4. Nhà sàn bé ở thôi, đủ mấy bà cháu mấy con ở thôi. Sàn ở thì mát. Chị còn mua mấy cái chạm bát mà nhỏ có không? Có. Chị nhảy mệt lắm mà. Ba mẹ con ba hai cái gối. Cho nó dễ tính. Chưa? Thôi chị mua nhiều hàng rét thì em khuyến mại chị một cái khăn. Thế làm nào? Đội cho nó ấm. Đội vào đây à? Đây. Đội xem nào. À? Ừ, như này à? Đúng rồi. Như này hoặc như này được. Đúng rồi. Phải không? Như này. Đúng rồi. Thế thì đội này. Nó ấm đúng không? 435. Bây giờ về đây.
mấy loại. Xong vòng dưới đây. Nhẹ yeah, đây mà thì
88.000 nha con nhé. Bây giờ đi luôn nữa. Đưa bà đi nhà mới nào chị. Tôi chơi mẹ. Bà đi nhà mới và thế đi từ thôi bà, không đưa được nhanh đâu con. Đi ở nhà kéo nhẹ thôi bà ngã đấy con. Nhà có đẹp không mẹ? Đẹp. Thích nghe nghe nghe. Con gái làm nhà đẹp thế. Mẹ ơi, ngồi xuống đây. Mẹ ngồi. Ngồi xuống. Lắp đi. Con ngồi chơi với bà nhá. Mẹ đi nấu cơm nhá. Thank you.
thiện với bạn nhé. Ngon chưa? Giờ lập vào đi.
Ây da, giỏi thế. Thể dục cho bà xem. Cơm nào. Chân con ngồi thôi, con không làm thế. Mẹ ăn đi. Chết ăn đi. Thịt bò. Đấm. Ngon không? Ngon à? Thế cái im này mẹ ấy cho. Con cứ chân canh nhé, cơm thịt để chân canh. Chết họ luôn. Sao chơi đi, chơi đi.